22. Các cú sành đá Bút Đá Hoàng Xá, lịch sử Đức Phật các cú sành đá. Đức Phật Quỳ Xá Bù viên tịch Đại Niết Bàn, đại kiếp mà Ngài xuất hiện đã kết thúc, trải qua 29 không kiếp là những đại kiếp không có chư Phật xuất hiện. Sau đó là đại kiếp của chúng ta được gọi là hiền kiếp, vì trong đại kiếp này có 5 vị Phật xuất hiện. Các cú sành đá, của nhà Gá Mạnh Đá, Kassapa và Gautama, và Đức Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trong đại kiếp này là Đức Phật Mệt-tê-giá. Lịch sử của Đức Phật các cú sành đá, vị đầu tiên trong 5 đại kiếp này diễn ra như sau. Hiền kiếp gồm có 64 trung kiếp. Ở trung kiếp thứ 8 theo bộ Ma Hà Rajya Vamsa, hay ở trung kiếp thứ nhất theo bộ Há Mạnh Nạn Rajya Vamsa. Khi thọ mạng của loài người giảm từ A Tăng Kỳ tuổi xuống còn 40.000 tuổi, thì Bồ Tát các cú sành đá sau khi đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật, tái sanh vào cõi trời Đau Sức Đà, nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và phạm thiên để thành Phật. Ngài xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của nữ Bà La Môn Quý Xà Khá, vợ của vị quốc sư A Ghi Đát Tá, là quan cố vấn của vua Khề Nàn Cá Rá ở Kinh Đô. Sau 10 tháng, Bồ Tát đản sanh ở vườn Khề Máu Quá Tỳ. Ghi chú: như đã trình bày ở trước, tất cả những vị Phật, từ Đức Phật Đi Bàn Cá Rá đến Đức Phật Huệ Xá Bù đều xuất thân từ dòng vua chúa, nhưng Đức Phật Các Cú Sành Đá thì xuất thân từ dòng Bà La Môn. Ngày xưa tại Ấn Độ, xã hội bao gồm 4 giai cấp: sắc đế lỵ, vua chúa, Bà La Môn, giai cấp thương nhân và giai cấp hạ đẳng. Đối với một vị Phật trong kiếp chót, Ngài không bao giờ thọ sanh vào hai giai cấp sau. Về giai cấp sắc đế lỵ và Bà La Môn, đôi khi những vị sắc đế lỵ đứng đầu trong xã hội và đôi khi các vị Bà La Môn chiếm địa vị thượng đẳng. Trong thời kỳ mà dân chúng kính trọng các vị sắc đế lỵ hơn hết, thì Bồ Tát sinh ra trong giai cấp sắc đế lỵ, vì họ được xem là những người cao quý nhất trong xã hội. Nhưng vào thời kỳ khác, khi dân chúng có sự tôn kính cao nhất đến các vị Bà La Môn, thì Bồ Tát sinh ra trong dòng dõi Bà La Môn, vì họ được xem là những người cao quý nhất. Như vậy, chư Phật chỉ xuất hiện từ một trong hai giai cấp cao nhất trong xã hội, đó là sắc đế lỵ và Bà La Môn. Vì giai cấp sắc đế lỵ thường được công nhận là cao quý nhất, nên chư Phật thường xuất thân từ giai cấp này. Chỉ khi nào giai cấp Bà La Môn chiếm địa vị tối ưu trong xã hội, khi ấy chư Phật mới xuất thân từ giai cấp Bà La Môn. Cho nên số lượng chư Phật xuất thân từ giai cấp sắc đế lỵ là nhiều hơn, còn chư Phật xuất thân từ giai cấp Bà La Môn thì ít hơn. Đời sống ở vương cung. Khi Bồ Tát các cú sành đá đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung điện Kamma, Kamma Quan Ná và Kamma Su Bí, được hầu hạ và phục vụ bởi người vợ Bà La Môn tên là Rujini cùng với 30.000 thiếu nữ Bà La Môn hầu hạ. Ngài sống cuộc đời thế tục như thần tiên trong 4.000 năm. Sự xuất gia. Khi trông thấy 4 điềm tướng và sau khi Rujini hạ sanh một bé trai đặt tên là Uttara, thì Bà La Môn các cú sành đá đi xuất gia, ngồi trên chiếc xe sông Mã và trở thành vị Sa Môn. Nói theo gương của Ngài có 40.000 người đã trở thành Sa Môn. Sự thành đạo. Cùng với 40.000 vị Sa Môn này, Bồ Tát các cú sành đá thực hành khổ hạnh trong 8 tháng. Vào ngày rằm tháng 4, ngày mà Ngài sẽ thành Phật, Bồ Tát độ món cơm sữa do nữ Bà La Môn Vajjirinda dân cúng ở thị trấn Vajjirinda và trải qua suốt ngày trong rừng cây keo của địa phương. Đến chiều, Ngài đi một mình đến cây Đại Bồ Đề và nhận 8 nấm cỏ trên đường đi từ một người giữ ruộng tên là Subhadra. Khi Bồ Tát vừa rải mớ cỏ xuống cây Bồ Đề Sirisa thì vô địch bảo tọa cao 26 hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo tọa, Ngài vận dụng 4 mức độ tinh tấn và chứng đắc Phật quả theo cách chư Phật trong quá khứ. Ba thẳng thời thuyết pháp của Đức Phật các cú sành đá. Sau khi chứng đắc Phật quả, Đức Phật các cú sành đá trú ngụ ở 7 chỗ quanh khu vực cây Bồ Đề Sirisa trong 49 ngày. Nhận lời thỉnh cầu thuyết pháp của Phạm Thiên, Đức Phật xem xét nên thuyết pháp đến ai trước và trông thấy những vị Sa Môn đã từng xuất gia theo Ngài. Ngài xuất hiện ngay lập tức nơi trú ngụ của họ, khu vườn Nai Isipatana gần thị trấn Makita. Giữa hội chúng ấy có sự tham dự của chư thiên và Phạm Thiên.
Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân giống như chư Phật quá khứ. Lúc bấy giờ có 400.000 triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc đạo quả giải thoát. Đây là Đàm Mã Bích Xá Ma Giá lần thứ nhất. Một dịp về sau, Đức Phật Các Cú Sành Đá thể hiện song thông ở gần cây xá lá, cạnh cổng thành, cành nát cát trá và thuyết pháp. 300.000 triệu chư thiên và nhân loại đã thông đạt tứ diệu đế và giải thoát. Đây là Đàm Mã Bích Xá Ma Giá lần thứ hai. Lại một dịp khác, thắng thời thuyết pháp diễn ra như sau. Ở một miếu thần không quá xa thị trấn Khe Má Quá Tỳ có một vị dạ xoa tên là Nó Rá Đều Quá sống ở đó. Vào mùa cúng tế miếu thần, dạ xoa hiện nguyên hình để lãnh thọ lễ vật mà dân chúng đem đến cúng kiến. Tuy nhiên, thói quen của dạ xoa là buộc những người đi qua khu rừng đường xá trắc trở phải đi đến một cái hồ lớn ở giữa rừng để nghỉ ngơi và kiếm các loại sen. Nếu không ai đến đó thì dạ xoa trở lại chỗ ngủ của mình trong rừng và bắt những người tình cờ đi ngang qua và ăn thịt họ. Thực ra, con đường xuyên qua khu rừng nổi tiếng là rất hiểm trở. Một dạo dân cư ở cả hai bên khu rừng đã bàn bạc với nhau về cách thức để đi xuyên qua khu rừng hoang. Lúc 7 giờ sau khi xuất khỏi đại định vào lúc sáng sớm, Đức Phật Các Cú Sành Đá dò xét thế gian và thấy rằng dạ xoa Nó Rá Đều Quá và những dân cư ấy đã lọt vào võng trí của Ngài. Bởi vậy, Ngài dùng thần thông đi xuyên qua hư không và trong khi mọi người nhìn lên, Ngài thì hiện nhiều phép lạ rồi đáp xuống trong cung điện của dạ xoa Nó Rá Đều Quá và ngồi trên bảo tọa quý báu của dạ xoa. Dạ xoa Nó Rá Đều Quá lấy làm hoan hỷ khi thông thấy Đức Phật đang đi đến bằng con đường hư không và phát ra hào quang sáu màu từ thân của Ngài, vì vị ấy tự nghĩ: Đức Phật đến đây do lòng bi mẫn của Ngài đối với ta. Cùng với các vị dạ xoa tùy tùng, vị ấy đi đến Hy Mã Lạp Sơn và đem về đủ loại hoa xinh đẹp và thơm ngát mọc lên từ dưới nước và trên đất, rồi dâng cúng đến Đức Phật. Sau khi ngâm lên bài kệ tán thán Đức Phật, dạ xoa Nó Rá Đều Quá đứng và chắp tay đưa lên trán với thái độ đầy tôn kính. Thấy những phép lạ của Đức Phật, tâm của mọi người trở nên tỉnh tính và tất cả họ cùng kéo đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống. Bằng sự giảng giải các thiện nghiệp cho quả lành như thế nào, Đức Phật Các Cú Sành Đá đã khiến cho dạ xoa ưa thích các việc thiện và qua bài pháp nói về các cõi khổ, Ngài đã khiến cho dạ xoa khởi tâm ghê sợ. Sau đó Ngài thuyết giảng về tứ thánh đế. Lúc bấy giờ có vô số chư thiên và nhân loại thông đạt tứ diệu đế và chứng quả giải thoát. Đây là Đàm Mã Bích Xá Ma Giá lần thứ ba. Nhất kỳ đại hội thánh tăng Sanipata. Chỉ có độc nhất một kỳ đại hội thánh tăng đệ tử của Đức Phật Các Cú Sành Đá. Đó là kỳ đại hội của những vị A-la-hán mà trước kia đã từng theo Bồ Tát Các Cú Sành Đá xuất gia làm sa môn, diễn ra tại khu rừng Nai Isipatanda gần thành phố Kanakuta vào ngày rằm tháng Mách Gá. Và giữa hội chúng tỳ khưu này, Đức Phật Các Cú Sành Đá đã tụng Ukkhada Patimokkha. Bồ Tát sanh làm vua Khe Má và được Đức Phật Các Cú Sành Đá thọ ký. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Gotama của chúng ta là vua Khe Má. Sau khi tổ chức bố thí to lớn gồm y và bát đến điểm tăng có Đức Phật dẫn đầu, đồng thời cúng dường các loại dược chất như thuốc nhỏ mắt v.v., Bồ Tát rất hoan hỷ với thời pháp của Đức Phật, đến nỗi vị ấy đã từ bỏ thế gian và xuất gia làm tỳ khưu trước sự chứng kiến của Đức Phật. Rồi Đức Phật công bố lời tiên tri trong chính hiện kiếp Bát Đá Cấp Bá này, vị tỳ khưu Khe Má này sẽ thành Phật, danh hiệu là Gotama. Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ Tát Khe Má rất hoan hỷ và nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật tinh tấn hơn. Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Các Cú Sành Đá. Nơi sanh của Đức Phật Các Cú Sành Đá là Kinh Đô Khe Má Quá Tỳ. Cha là Bà La Môn Ác Ký Tát Tá, quốc sư của vua Khe Má Cát Rá, và mẹ là nữ Bà La Môn Quý Sát Khá. Ngài sống cuộc đời thế tục trong 4.000 năm. Ba cung điện của Ngài là Cầm Má, Cầm Má Quỳnh Ná và Cầm Má Xú Đí. Vợ là thiếu nữ Bà La Môn Rồ Chít Nì với 30.000 nữ hầu. Con trai là Út Tá Rá. Ngài đi xuất gia bằng xe ngựa kéo và thực hành khổ hạnh trong 8 tháng. Hai vị thượng hữu tinh văn là trưởng lão Quý Đú Rá và trưởng lão San Triều Quá. Thị giả là trưởng lão Bú Đí Trá. Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão Ni Sa Mà và trưởng lão Ni Sầm Bà. Cây bồ đề là cây Xí Rí Xá. Hai cận sự nam bậc thánh là hai vị trưởng giả
Achyuta và Sumana. Hai gần sư nữ của ngài là Nanda và Sunanda. Đức Phật Kakusanda cao 40 hắc tay, hào quang từ thân của ngài tỏa sáng khắp quanh xa 10 do tuần. Thọ mạng của loài người trong thời kỳ của ngài là 40.000 tuổi. Ngài sống suốt 4/5 của thọ mạng, cứu vớt cho vô số chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên ra khỏi đại dương luân hồi và đặt họ trên miền đất của Niết Bàn. Trong thế gian gồm nhân loại và chư thiên, Đức Phật Kakusanda đã mở ra cánh cửa đi vào lâu đài của chánh pháp dành cho những người có giới đức, nam cũng như nữ, và hùng dũng róng tiếng róng của con sư tử. Ta đích thực là Đức Phật chánh đẳng giác. Tất cả phiền não và lậu hoặc đã được đoạn tận trong ta. Sau đó, cùng với chúng thinh văn đệ tử của ngài, Đức Phật Kakusanda đã viên tịch Đại Niết Bàn. Kinh Cảm Quán. Đức Phật Kakusanda bậc có giọng nói mang tám đặc tánh như rõ ràng, hiền diệu, trong trẻo, khả ái, vững vàng, ấm áp và văn dội. Hai vị thượng thủ tinh văn đệ tử của ngài cùng với những vị tinh văn đệ tử khác, những bậc luôn luôn có giới trong sạch, tất cả đều biến mất. Các pháp hữu vi quả thật vô dụng và không thực chất. Bảo tháp. Như vậy, Đức Phật Kakusanda đã viên tịch tại vườn Khề Má. Cũng chính tại khu vườn ấy, một bảo tháp cao 1 do tuần được xây dựng để tôn thờ xá lợi của ngài. Kết thúc lịch sử Đức Phật Kakusanda, Kakusanda Buddha Quam Xá.